Hello anh em, vâng, xin mời anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo trên kênh của mình. Chúc mọi người có một ngày mới học tập, làm việc thật là tràn đầy sức khỏe anh nhé. Đó thì trong clip hôm nay thì mình tiếp tục là đếm mã code mới nhất của ngày mùng 10 tháng 8 đến cho anh em. Đó thì nói chung là mã code ngày hôm nay thì mã code khá là ngon anh em ạ. Đấy thì anh em nào mà đang quyết định là đi kiếm mã code thì anh em nhớ là vào xem clip nhanh để có thể lấy mã code và nhận phần thưởng trong mã code em nhé. Đó thì nói chung là code mình còn thừa khá là nhiều, VNG cũng gọi là cấp khá là nhiều code, nên là anh em nào mà muốn có code như mình ấy thì anh em hãy gọi là nhanh tay nhấn vào nút đăng ký kênh này và nhấn vào nút like để có thể là nhận được thông báo này mỗi khi mà mình ra video mới nhất, để anh em có thể là vào anh em lấy gọi là lấy mã code, lấy phần thưởng mã code nhá. Đó thì chung là code mình còn khá là nhiều, nên là anh em nào mà có ý định là đi kiếm mã code thì anh em cứ đến với kênh của mình, chắc chắn là sẽ nhận được code từ mình 100% thôi anh em. Đó, ok chưa? Thì nói chung là đá quý mình cũng còn rất là nhiều luôn anh em ạ. Đấy, khoảng 4.000 đá quý đó, mà bao giờ mình có bao giờ dùng hết đây đá quý này đâu. Đó, đúng không? Nhưng là anh em nào mà muốn nhận được đá quý như mình này thì anh em hãy đến ngay với một cái trang chủ, tí mình sẽ hướng dẫn cho anh em lấy sau. Đó, thì anh em cho mình xem là cái đá quý từ nhà thành VNG mình còn không thèm nhận luôn này. Đấy, nói chung là mình nhiều đá quý có cần gì phải nhận đá quý free rồi mới thành, đúng không? Đấy. Ok, nên là anh em nào mà muốn nhận đá quý cho mình thì anh em hãy đón chờ đoạn sau, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cách kiếm đá quý cực kỳ free và uy tín luôn. Đó. Ok, thì nói chung là anh em nào mà muốn nhận được phần quà gì thì anh em comment bên dưới cho mình để mình tặng quà cho anh em. Đó, khá là nhiều anh em cũng có xin quà từ mình rồi. Đấy, đây bạn này bung thẻ vàng thì mình không tặng quà. Anh ơi, mai sinh nhật anh em rồi à? Anh tặng thẻ vàng hả? Đây thì nói chung là mình chưa có thỏi vàng, nên là đợi về sau đi, mình sẽ kiếm thỏi vàng và mình tặng cho anh em. Bây giờ thì mình sẽ tặng cho anh em một cái mắt này trước nhá. Đấy. Chúc mừng em nha. À đâu, từ từ mình xem lại cái lịch của bạn này, cái gì đây. Bạn này gửi vào anh ơi mày. Nay à, à đâu, thích qua mất rồi anh em ạ. Đó, sinh nhật bạn này là qua mất rồi. Đấy. Này, nói chúc mừng sinh nhật em muộn đi. Chúc mừng Nami to đúng không? Rồi, ok, mình sẽ gửi quà luôn cho bạn Nami to với trị giá là 86 đá quý, gửi luôn nhá. Ok, đấy là mình đã tặng quà thành công cho bạn Namito rồi. Đấy thì chúc bạn Namito có một gọi là buổi sinh nhật vui vẻ nhá. Thì nó qua rồi nên mình cũng gọi là chữ chúc thế thôi anh em ạ. Đấy. Và anh em nào muốn nhận được phần quà từ mình nữa thì nhớ là comment dưới cho mình để mình tặng quà cho anh em nhá. Bây giờ là mình sẽ để mà cốt trên màn hình cho anh em và mình sẽ đi hướng dẫn cho mọi người một cách để mọi người có thể lấy được đá quý mà nó free. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em nhá. Tin hot cho anh em, trang chủ shop đá quý vn.com đang có chương trình giảm giá vòng quay đá quý từ 63.000 đồng, bây giờ gạch giá chỉ còn là 21.000 đồng mà thôi, rất chi là rẻ luôn. 21.000 đồng trên một lượt quay có cơ hội trúng tới là 9.999 đá quý, cùng với là phần thưởng khác nhau như là cơ hội có thể là nạp top thẻ tháng này, đua thẻ tháng tháng 8 này, nhận ngay là được 50.000 đá quý và 2 triệu đồng. Theo là đứng top 1, đấy, top 2 anh em sẽ nhận được là 40.000 đá quý và 1 triệu đồng. Anh em sẽ đứng trong 5 top này, anh em sẽ nhận được đá quý và gọi là tiền theo mốc của anh em. Ngoài ra shop sẽ chọn thêm 10 bạn ngẫu nhiên này, 5 bạn nạp từ 100.000 đồng sẽ nhận được thêm là 100 đá quý. Đặc biệt là tặng ngẫu nhiên 1.000 đá quý và 100.000 đồng cho 5 bạn may mắn nhất đầu tiên. Đó, anh em hãy nhanh tay đến với ngay trang chủ là shop đá quý vn.com. Vòng quay thì bây giờ mình sẽ gọi là đi nạp tiền vào và mình test vòng quay. Và trước khi anh em đến với shop ấy, anh em sẽ nhấn vào cái này để anh có thể nhận được đá quý free, cái hộp quà bên dưới. Ok, thì bây giờ mình sẽ gọi là đi lấy vào thẻ và nạp đá quý cho, nạp tiền vào để test đá quý cho anh em. Bây giờ thì anh em sẽ đợi một tí và mình sẽ lấy mã thẻ để nạp vào test vòng quay cho anh em. Mã thẻ đây, anh em nhớ là mã thẻ như thế nào, mệnh giá thế nào, anh em nhớ là chọn đúng nhá. Đây là mã thẻ này. Và đây là số seri. Mình sẽ đạt là 100.000 đồng. Đấy thì tùy theo mốc nào của anh em, 100.000 đồng anh em có cơ hội là trúng được là 950 đá quý. Đấy, 1 triệu đồng anh em sẽ có cơ hội là trúng được là 5.600 đá quý. 100.000 này. Thẻ Viettel này. Đây, mình sẽ nạp ngay này.
Thế anh lỗi à? Bây giờ mình sẽ xem lại nhá, xem xét lại nhá. Đây, bây giờ mình sẽ sang cái thảo khác xem. Rồi, mình đã nạp một thành công một cái rồi anh em. Đấy, sang cái thứ hai là mình sẽ nạp nốt cái thứ hai luôn. Để sang có thể test lại vòng quay cho anh em. Rồi, thành công hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ reset trang xem là tiền là cộng vào có nhanh không nhá. Ok ok, thì nói chung là tiền của mình đã cộng được vào trong tài khoản rồi. Đấy, và mình cũng đã được lên top rồi này. Thì anh em hãy đến ngay với trang chủ để có thể là được lên top và nhận phần thưởng nhá. Đây, mình đã cộng là 200.000 rồi. Bây giờ là mình sẽ vào test luôn cái vòng quay trong game để cho anh em xem. Vòng quay đá quý bạn còn mới được chơi. Đấy, cái này thì nói chung là nó sẽ tính luôn cho anh em. Đây, anh em có thể là chơi thử này. Đấy, mình test luôn chơi thử xem là nhân phẩm mình được bao nhiêu nhá. Đó, anh em thấy chưa? Nhân phẩm chơi thử của mình đương nhiên là phải 999 rồi anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa? Một giây trước các bạn là trúng 999 này, 3.000 này, 999, 3.000, 1.000 này đó. Bây giờ mình chơi thật luôn. Đây, bây giờ mình chơi luôn nhá. Chỉ với 21.000 một lượt quay, anh em có thể cơ hội là trúng tới là 9.999. Rồi, nhân phẩm đầu tiên mình đã trúng được là 3.000 đá quý. Quá là ngon luôn anh em ạ. Chỉ với 21.000 anh em trúng được 3.000 đá quý. Tiếp theo một vòng nữa, mình sẽ test thêm một vòng nữa thôi là mình sẽ đi rút đá quý với nick luôn. Đó, đó, anh em thấy chưa? What the hell. Cái what the hell nãy giờ là trúng được 9. Ê, vòng quay thứ hai này, bây giờ mình sẽ xem là trúng được bao nhiêu. Đó, 1.000 đá quý rất là ngon luôn nhá. Chỉ với là 21.000 trúng được 4.000 đá quý. Này giờ mình mất tầm khoảng 42.000, mình đã trúng được là 4.000 đá quý rồi anh em. Đấy, anh em thấy lời chưa? Bây giờ là vòng quay cuối cùng của mình đây. Ui, vòng quay cuối cùng hơi đen nhỉ. Đây, không sao hết, chúng ta hãy test cùng lại vòng quay cuối cùng nữa nhá, xem là mình sẽ được bao nhiêu đá quý trong gọi là cái lần này. Rồi, 3.000 tiếp đúng không? Đúng rồi, 3.000 tiếp đá quý. Thế là mình đã trúng được tổng cả là 4.000 là 7.000 đá quý rồi. Chỉ mất là xem bao nhiêu tiền còn bao nhiêu tiền này. Còn hẳn là 100.000 luôn. Nãy giờ mình tiêu mới hết đúng 100.000 thôi anh em ạ. Mà mình đã tổng cả là được 14.000 đá quý rồi anh em. Ui, sao xịn sò thế nhỉ. À, thế này thì thôi chứ. Đây, bây giờ thì mình sẽ vào trong game. Mình lại đi game mình và mình rút về nick nhá. Rồi ok nha, thì nói chung là trong tài khoản game của mình còn là có 2.900 đá quý nữa thôi. Bây giờ là mình sẽ sao chép này. Đấy, cho anh em nhìn này. Đá quý mình rất là nhiều luôn, mình không thèm nhận đá quý từ Baletu Weather luôn anh em ạ. Đấy, mình không nhận luôn, đây là còn 2.976 đá quý này. Bây giờ mình sẽ quay lại đây, mình rút ID game này. Nội dung rút là Baletu Weather nhỉ, Baletu Weather này, VNG. Đó, chọn gói đá quý, mình nhận rút gói là 999 anh em. Đó, tầm này thì chỉ có 999 thôi chứ gì nữa đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ rút luôn này. Rút đá quý luôn đúng không? Rút đá quý. Đó, bạn đã rút vật phẩm thành công rồi. Bây giờ thì mình cùng anh em đã quay trở lại game để còn là đợi xem là bao lâu là đá quý sẽ về nick của mình. Đây, giờ mình sẽ cùng đợi với anh em luôn nhá. Chung là đá quý mình biết chắc là rút là nhanh rồi, tại vì mình rút trên cái trang chủ này rất là nhiều rồi. Đấy, nên là anh em không phải lo về độ uy tín đâu anh em ạ. Mình đứng ra làm chế độ uy tín cho anh em luôn cũng được chứ. Đó, bây giờ thì mình cùng anh em sẽ đợi em nhá. Này, sẽ đợi là xem là được bao nhiêu lâu là nó sẽ được về nick của mình. Ui, thì cũng khá là nhanh em ạ. Chỉ tốn cho mình là đâu đó tầm khoảng là từ 3 đến 4 phút thôi là đá quý đã về nick của mình rồi. Đấy, anh em thấy chưa? Đá quý mình là lên là 12.975 đá quý rồi. Đấy, rút khá là nhanh luôn anh em ạ. Anh em nào muốn nhiều đá quý như mình thì hãy đến ngay với trang chủ nhá. Đường link trang chủ mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Anh em sẽ kéo phần mô tả và anh em sẽ nhận được đá quý nhá. Và anh em vào đường link và nhận đá quý. Đây, đá quý mình này mình còn chưa thêm nhận này. Em thấy chưa? Đá quý bây giờ thì mình cũng để là dành tặng cho anh em thôi. Đấy, ok, anh em nào còn muốn có nhiều đá quý như mình thì hãy đến ngay với trang chủ nhá. Trang chủ là shopdaquyvien.com, mình sẽ để đường link dưới phần mô tả và phần bình luận cho anh em. Bây giờ thì bye bye anh em. Bye bye.